có một cái cây sắt á là mài nhọn đi, rồi xong bắt đầu là chấm vào người mình là giống như là bóc bóc móc cái gì trong người mình ra vậy á. Cái người này là bác sĩ hay lương y hay sao? Người dân bình thường mình. Rồi vậy mà chị cũng tin. Cây này là cây xương khỉ. Xương khỉ. Mua về để đắp vào những cái vết thương để cho nó hút mủ đồ đây. Hôm vừa rồi mới tới bác sĩ kêu chứ cái ngón này chuẩn bị cắt nữa. Nếu mà ngón này mà cắt nữa thì chắc là giờ em chỉ nước chết thôi. Em mà đi được ra đường là em mua liều chai thuốc sâu về em để lúc nào em uống rồi để em đi luôn. Thầy nhìn em, thầy nói là em bị ung thư máu giai đoạn đầu. 11 giờ trưa cho đến 2 giờ đêm tối vừa gọi bên Zalo và vừa gọi bên tin nhắn á, em trả lời không hết luôn. Vì sao hàng ngàn người gọi nhưng mà cô Hoa Khôi Thanh Hóa lại không nghe máy? Kính thưa các bạn, hôm trước thì Phú có làm một video về một cô gái này rất là xinh đẹp. Đây là tấm hình mà chụp 4 năm trước, cô ấy đẹp đến mức mà ngày trước ở làng quê Thanh Hóa người ta gọi cô là Hoa Khôi. Nhưng mà từ khi cô vào Bình Dương thì lâm vào cái cảnh chân tay là tự nhiên là nó bầm tím đi và phải cắt bỏ từng phần. Thì rất là nhiều người xem video đó và cảm động muốn giúp cô, nhưng mà khán giả gọi cho Phú nói là gọi hoài mà sao cô không nghe máy thì rất là thắc mắc. Hôm nay là Phú quay trở lại để tìm hiểu sự thật như thế nào mà tại sao là người ta gọi tới mà cô lại không nghe máy. Đây các bạn, hôm nay chúng ta gặp lại nhân vật cũ ạ. Đây các bạn, đây là chị Thu. Chị Thu năm nay là 40 tuổi rồi. Ui sao hôm nay cái tay của chị nó lỡ ra ghê vậy. Khán giả gọi cho em nói là sao mà cứ gọi cho chị ngày đêm mà chị không nghe máy, nên là em phải qua đây và em gặp hỏi thăm thử như thế nào, tại sao lại không nghe máy. Khán giả người ta gọi người ta giúp mình mà. Dạ không phải là em không nghe máy, từ hôm đến giờ là khán giả gọi là phải chắc phải, nếu em nói riêng đến lui là chắc là phải cả ngàn người. Cứ bốc máy lên là gọi cuộc gọi này, xong đến cuộc gọi kia là chưa kịp tắt là cuộc gọi kia tới, lại giống như bốc máy ngẫu nhiên vậy đó. Không kịp nghe luôn, đến nỗi mà cái máy em đơ luôn. 11 giờ trưa cho đến 2 giờ đêm tối vừa gọi bên Zalo và vừa gọi bên tin nhắn á, em trả lời không hết luôn, máy nó đơ luôn. Đúng rồi các bạn, mà từ nãy mà Phú tới nè gọi quá trời, nên là khán giả thông cảm nha, là nghĩa là quá dạ, trời cuộc gọi nhiều, rất quá là nhiều cuộc gọi nên là chị không có nghe máy kịp hết. Hôm trước là Phú có nói với các bạn rồi nè, chị đang phải cắt bỏ từng phần đó. Hôm nay là dạ, bỏ món chân cái, vùng tay của chị thì đang tím dần nè các bạn, rất là thương nè đó. Đó mà sao hôm nay em thấy là cái này là nó mọc có lét ra là sao? Ở trên cộng đồng giống như là giới thiệu em là tới cái chỗ đó để chữa, không cho uống thuốc một cái gì hết, là chỉ là bằng cắt, nó giống như là có một cái cây sắt á là mài nhọn đi, rồi xong bắt đầu là chấm vào người mình là giống như là bóc bóc móc cái gì trong người mình ra vậy á, để lấy con dao cắt cái bạch một cái. Khoan, cái này hơi lạ này. Tức là cách đây hai hôm khi mà em đăng video lên thì có người nói là có thể chữa cho chị là bằng cách là hơ nóng cây sắt rồi để không lên. Không có hơ mà chỉ là cây sắt nhọn vậy, giống như người ta chấm vô vậy này, để bắt đầu người ta móc, người ta kêu là người ta lấy cái gân cái dây gì á, người ta nói trong người em có cái dây gì đó, người ta giật, xong rồi bắt đầu là người ta lấy con dao người ta cắt bạch một cái. Ghê vậy? Dạ. Rồi bây giờ cái tay lét ra vậy, tôi nghe cái phương pháp đó có phải không khoa học á chị? Dạ em cũng không biết, tại vì cũng là giới thiệu em đấy. Người ta cắt cho em á, mới cắt được có mấy nút thôi là em bị xấu. Nhưng mà cái người này là bác sĩ hay lương y hay sao? Người dân bình thường mình. Rồi vậy mà chị cũng tin. Ý là người ta nói là người ta chữa, giống như người ta giới thiệu, giống như cũng như ở trên cộng đồng mạng này nè. Điện cho em là bảo em đã chữa đấy rồi giới thiệu. Em mới cắt được có mấy cái thôi. Là em bị xíu rồi, bắt đầu cho em nằm xuống phản ấy một lúc. Thì là bắt đầu em mới tỉnh dậy. Mới đầu người ta cắt xong người ta cũng sợ, lúc sợ là không may phải đền mạng ấy. Rồi xong cái lại cắt tiếp cho em từ cổ đây xuống luôn. Thôi em nói chị nè, dạ, tức là em đưa chị lên sóng Độc Lạ Bình Dương với mong muốn là tìm cho chỗ nào đó chữa được cho chị. Nhưng mà em không có khuyến cáo mình đi theo những cái lời khuyên mà kiểu nó không có bằng chứng khoa học, hoặc là mình không có đủ niềm tin nha chị. Dạ. Trời ơi, em thấy bữa nay em tới em thấy người ta chữa cho chị bằng cái phương pháp gì đâu mà nó lỡ loét như thế này. Và em nghe chị kể là em sợ quá. Trong cái câu chuyện của chị là đây là không có lấy tiền, nhưng mà nếu mà hết là người ta lấy tới mấy trăm triệu á? Nhà ta lấy tiền, tới tính tiền trăm rồi đó. Tính không trăm, giống như... trăm triệu hả? Dạ tính tiền, không phải tính tiền chục. Bây giờ các bạn, đây nãy chị nhắc tới câu chuyện là ông xã chị là anh này đây các bạn ha. Anh hiện nay là đang lấy xe ở một công ty. Trong tấm hình này thì chị và anh là mới chụp với nhau, do là anh là sợ là chị ra đi đột ngột á, nên là anh dẫn chị đi chụp hình cưới với mục đích là giữ lại kỷ niệm đó. Một bức hình như thế này các bạn cũng hiểu được là cái tình cảm của ông xã dành cho chị là như thế nào. Như vậy là người ta gọi rất là nhiều. Dạ, ta gọi đúng rồi, có người thì rất thương kêu là gửi sữa non cho uống. Dạ. Có người thì kêu là gửi cho chai thuốc để bôi. Dạ. Rất là nhiều người muốn giúp mình, nhưng mà nhiều người họ cũng muốn
kiểu tranh thủ cơ hội. Đúng rồi. Rồi còn có người kêu em là cấy tế bào một tháng hết tầm 8 triệu. Bỏ dưới đó thì em không có tiền. Thì người ta nói là ủa chị bệnh tật vậy lên kênh Độc Lạ ở Bình Dương này, người ta lấy cái tiền người ta ủng hộ chị đấy, chị mua trà chị uống. Trời ơi. Đó, một tháng mà 8 triệu uống trà. Những bạn mà xem cái livestream này nè, Phú gửi lời cảm ơn đến các bạn ha, những người đã quan tâm thực sự đến chị. Bên cạnh đó thì những người mà như là mình muốn giúp chị, nhưng mà thực sự là nếu mà thấy là trường hợp nào mà người ta chữa khỏi rồi như thế nào thì mình hãy may mối cho chị nha, chứ còn như mình chỉ biết lơ quơ đâu đó mà mình chỉ chị đi như thế này là thấy rất là tội cho chị các bạn ha. Bữa đăng lên về hai bữa nay người ta có gửi gì hỗ trợ cho chị không? Cô bên Mỹ á gửi cho con 1 triệu để con uống sữa đồ. Thì với có một anh cũng gửi cho em 1 triệu. Rồi có một anh nữa là gửi 300.000. Bên chồng đồ có thứ thấy vậy á. Thì cũng có người cho 1 triệu. Chị nghe cuộc gọi này thử coi, mở lô ngoài cho con. Phải em là bị sâu dưới chân không nhỉ? Dạ đúng rồi chị ơi. Mà nói này cái bị là cái đầu con chân nó bị sức chẹo gì không, hay là tự nhiên nó bị vậy thôi? Dạ không ạ, ngày đầu tiên em là em bị bệnh xơ cứng bì toàn thân 7 năm nay rồi. Rồi từ tự dưng nó đến giờ là nó mới ra một cái chấm đen bị hoại tử, vậy là bác sĩ bắt cắt đó chị. Là ở đầu con chân không. Dạ. Bị sức chẹo hết tự nhiên là nó ấy vậy. Dạ. Mà nó có mủ có ấy gì không? Dạ có mủ. Mà bị 7 năm nay rồi có hả? Dạ 7 năm nay là mới đầu là em bị xơ cứng bì toàn thân. Nó cứng toàn thân, nó bó chặt lại á, rồi nó biến dạng mặt mình á. Như các bạn thấy từ nãy điện thoại của chị liên tục như vậy á, thì chị là sức khỏe đang yếu và cái xơ cứng của chị nó xâm lấn vô cái vùng phổi rồi. Nói cái giọng nói thì nó cũng không bình thường như ngày xưa nữa, nói nó rất là mệt. Vì vậy là chị không thể là nghe máy là cả ngày cả đêm. Em nghe nói là có nhiều cuộc gọi là tới 2 giờ sáng hả? Dạ đúng rồi, cái hôm đó là ngày đầu tiên á, từ lúc 11 giờ trưa cho đến 2 giờ sáng. Điện thoại là cứ cắm bằng cục sạc vậy đó. Đó bây giờ cũng vậy đó, cứ tắt cục này là cục kia, gọi liên tục tầng vậy đó. Tại vì nhiều người gọi quá em không có nghe kịp á, chứ không phải là em không nghe máy. Khán giả có biết cái cách nào mà thực sự là nó hữu hiệu để chữa cho chị không ạ? Riêng Phú thì một người quen của Phú ở ngoài quê cũng nói là người thân trong gia đình đã từng bác sĩ nói là phải thăm tím rồi cắt bỏ đi cái phần chân, nhưng mà cuối cùng á được thăm khám và điều trị bởi một cái lương y ở Quảng Nam thì cũng đã phục hồi sức khỏe, và người thân đó thì sống đến 97 tuổi. Thì cái trường hợp này Phú cũng đã đưa cung cấp thông tin cho chị. Bây giờ nếu mà khán giả mai mối những cái lương y mà uy tín mà ở xa thì chị cứ đi không? Nếu như uy tín mà em có cái thủ điều kiện để giống như qua đi lại á, thì em cũng đi để em chữa, để em sống, để cho sống sau này là sống với chồng với con với cháu sau này. Dạ. Các bạn thân mến thì Phú khẩn cầu lại nha, chỉ những bạn nào mà đã gặp được những bác sĩ hoặc là những lương y nào mà thực sự là uy tín chất lượng và đã qua kiểm nghiệm chữa được nhiều ca thành công á, thì hãy giới thiệu cho chị nha các bạn. Chứ giới thiệu như trường hợp vừa rồi hồi nãy mà chị đi thấy rất là nguy hiểm cho chị, mà cũng ảnh hưởng đến bên Độc Lạ Bình Dương nữa. Khán giả mình đa phần là những người có tâm rất là tốt đẹp, nhưng mà cũng có những người mà họ không hiểu hết á, họ giới thiệu trặc trìa khiến cho chị mất công tiền mất tật mang nữa, tội chị nha các bạn. Có người nói là hôm trước chị đắp lá, chị có đắp chưa? Có người chỉ em đắp lá cái cây xương khỉ. Dạ. Mà thường thường gọi là cây bình bịp gì đó. Đắp lá này hả? Dạ đúng rồi, cả chậu ngoài kia nữa bé. Người ta nói là cái cây này là cây xương khỉ. Xương khỉ. Mua về để đắp vào những cái vết thương để cho nó hút mủ đồ đây. Là em đều mua ở trên mạng người ta gửi về. Để lấy lá để đắp vào chân á, người ta đều chỉ em là lấy lá đó giã ra đắp uống. Dạ. Để cho nó hút mủ, nhưng mà em thực ra là cũng làm, nhưng mà không hiệu nghiệm. Sẽ có nhiều bạn hỏi là sao không đi khám bác sĩ mà cứ đắp này đắp kia, thì thực tình là chị đã đi khắp nơi rồi, gặp tới những bệnh viện rất là lớn của Việt Nam rồi, nhưng mà người ta nói là chỉ chờ đến ngày ra đi thôi. Chị chờ đến giống như là uống thuốc trên chợ giấy á, để cầm cự giống như là cứ uống theo nó vậy á, thì để mà sống thôi. Chứ còn mấy cái bệnh viện này là tao cũng không cho thuốc nữa rồi. Từ mà tự nhiên chợ giấy là vừa rồi em đi là nó bắt em là siêu âm từ trên đẩy xuống, chụp X quang phổi và xét nghiệm máu, là tổng cộng tiền siêu âm với xét nghiệm máu không là 1.939.000. Còn tiền thuốc á 4 triệu tiền thuốc. Các bạn thân mến, Phú có hỏi trước chị thì được biết là mỗi buổi sáng như các bạn là vào khoảng 4-5 giờ sáng thì ông xã chị phải dậy rồi coi những cái vùng tay chân của chị, coi thử cái chỗ nào nó chuyển sang màu đen, màu bầm, màu tím thì phải là bóp ở vùng đó để cho máu nó lưu thông. Nó rất là ngặt nghèo nên là chị là giống như đang vái tứ phương.
đó. Dạ, thì bạn rồi. Nào thì biết được cái chỗ nào thực sự là hiệu nghiệm thì mới chỉ nha các bạn nha, đừng có điện thoại nhiều quá mà những cái chỗ nó mơ hồ thì tội cho chị. Dù cái mà em cũng muốn cộng đồng là chỗ nào mà đúng là chỉ cho em mà đúng thầy đúng thuốc á, tại vì em cũng cái điều kiện của em nó cũng e hẹp mà đi tới đi lui thì em đi cũng không được. Là nhiều khán giả mà chưa coi video lần trước thì sẽ không hiểu là cái quá trình phát bệnh của chị như thế nào thì Phú tóm tắt một xíu cho các bạn ha. Tức là chị này thì tên là Thu, hiện nay là 40 tuổi. Trước đây là chị là một hoa khôi ở làng của Thanh Hóa. Sau đó là chị đi từ ngoài Bắc vào Trung Nam, rồi làm công ty, rồi sau đó kết hôn và sinh con. Nhưng mà cuối cùng thì cách đây 7 năm thì tự nhiên là chị xuất hiện một cái đốm, mà đốm tím tím, và chị tưởng là giống như là bệnh ngoài da thôi thì chị mua thuốc chị bôi. À, nhưng mà không ngờ là nó cứ lan, và hiện nay cái tình trạng của chị là nó đã thâm tím tay với vùng chân hết rồi. Thì bác sĩ nói là nếu mà chỗ nào mà nó tím quá thì phải bỏ thôi. Hôm vừa rồi mới tới bác sĩ kêu chứ cái ngón này chuẩn bị cắt nữa, nếu mà ngón này mà cắt nữa thì chắc là giờ em chỉ nước chết thôi. Em mà đi được ra đường là em mua liều chai thuốc sâu và em để lúc nào em uống rồi để em đi luôn. Em thấy nhiều người bình luận là nói là người thân á là cũng trong tình trạng của chị nhưng mà chữa khỏi đó, thì mình cứ từ từ ha, mình coi hết. Bây giờ ở đây là bình luận ở trên Độc Lập Bình Dương quá trời, mấy chục ngàn người bình luận là ban đêm mình rảnh mình lướt mình coi cái trường hợp nào mình thấy cảm thấy có niềm tin mình vô mình chat trực tiếp với người ta hoặc mình gọi trực tiếp rồi mình xác minh lại thông tin chỗ nào ok mà gần ưu tiên đi trước. Qua nay là em đi mấy chỗ thì cũng chở sang bên Biên Hòa, thầy chữa thầy không lấy tiền, giống như thầy chữa theo mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát á, thầy nói là cứ tới đây chữa đi rồi thầy cho uống cả thuốc ngoài á, giống như thuốc lá nam á, mà thầy không lấy tiền. Giống như ngày nào tới mà mình có tiền thì mình bỏ vào cái thùng cho thầy 5-10 nghìn, giống như là để cái lọc vậy thôi. Yeah. Nhưng mà còn sau này mà cứ khỏi đi, mà thầy nói em là sao tự dưng thầy, em không biết là thầy thương em mà cũng có cái duyên, người ta cũng chữa rồi, người ta chỉ em tới mà thầy kêu em là thầy nhìn em, thầy nói là em bị ung thư máu giai đoạn đầu. Mà không biết là ấy không, mà giờ em cũng đang nói chồng em chờ lấy lương em thử đi lên trên bệnh viện lớn xem có đúng là em bị ung thư máu không. Cái ung thư là bác sĩ Chợ Rẫy người ta đã phát hiện rồi chứ sao. Thì mà trên vừa rồi xét nghiệm thì trên đó không biết. Nhưng mà thầy nói là giờ thầy mới nhìn vậy thôi, nhưng mà thầy không lấy tiền nha. Rồi em tới trước tiên là thăm chị, thứ hai nữa là cũng muốn kết nối thêm cho chị với khán giả. Dạ. Rồi bây giờ chị đọc số đi để những người mà thực sự mà người ta họ có một cái phương cách nào đó hoặc là hỗ trợ trực tiếp cho chị thì dạ, người ta liên lạc với chị nha. Thì thu số điện thoại em là 037 2969 428. Những khán giả mà người ta muốn tìm tới tận nơi để gặp chị thì sao? Dạ, số nhà của em là số nhà 6D, tổ 4, khu phố Phước Hải, phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên. Chị đi tìm mấy cái lọ thuốc mà người ta đã gửi cho chị. Còn đây các bạn là một lọ lá dùng để đắp, không biết cái đắp có khỏi không. Cái chai thuốc xịt nhỏ nhỏ đó. Đúng rồi, này đây. Chai đó là ai tặng vậy? Thầy ở chùa, 10 giờ trưa hôm qua. Lên là tặng ở tận nhà, là kêu là đảm bảo cho bôi cái vết thương nó sẽ lành trong vòng 10 ngày. Thầy không lấy một ít tiền nào hết. Cái này là công dụng là ngăn chặn nhiễm trùng, dạ, chống viêm kháng khuẩn, giúp vết thương nhanh lành. Cái này bôi lên cái chân chị là bôi lên đó, là thầy kêu là nếu mà 10 ngày không khỏi thì thầy sẽ không có một cái gì hết, còn nếu mà 10 ngày mà sẽ khỏi cái vết thương thì là thầy sẽ chữa tiếp những công đoạn khác tiếp. Đó là trị ở chỗ cái phần mà cắt đi thôi, mà vấn đề của chị là vấn đề nó nằm ở phía nó trong, nằm ở thể bên trong. Dạ, nhưng mà thầy kêu là trước hết là chữa một cái đầu đi cho nó đỡ ổn đã. Thầy đã có lòng như vậy rồi thì mình cũng giống như không phụ lòng, tao đâu có lấy 1.000 phí 1.000 gì đâu. Nhiều người thì cũng lợi dụng cái video này để kiểu để bán hàng ấy. Bây giờ mình cứ chỗ nào mình thấy là ok, dạ, thì mình theo ha. Dạ. Còn bây giờ là em cũng không biết khuyên gì sao ấy. Đó thì em cũng mong muốn là sao thì gặp thầy gặp thuốc, dạ, gặp những cô dì chú bác ở trên cộng đồng mạng thì chỉ đúng thầy để cho đi, để cho nó đỡ tốn thời gian, mà tại vì em chi phí nó cũng eo hẹp, dạ, mà điều kiện đi lại thì nó cũng không có. Nhiều người cũng chỉ lắm, chỉ chỗ này chỗ kia, giờ em không biết chỗ nào á, nhiều khi em bị cuống luôn. Đó. Các bạn từ nãy giờ Phú thấy không biết bao nhiêu đó, cuộc gọi rất là nhiều, cuộc gọi sờ Zalo luôn là cũng rất là mệt. Bây giờ có gì các bạn nhắn tin đi bạn ha, chứ mà gọi chứ riết ná thở rồi chỉ lên cơn tội chứ. Nghe cái điện thoại nghe không nổi mà nói nghe đơ luôn,
Bảo thì Phú lập cho kênh bán hàng, bán sao nổi mà bán. Livestream nói từ sáng đến chiều tới tối. Bây giờ mình không có đi làm được, mà chồng đi làm bằng nó. Vừa rồi giống như hết tiền á, là vay ở ngoài mất hơn 100 triệu để chữa nữa. Thì chồng nói về một tháng lương đó thì không có thể đủ được. Tiền nhà, tiền điện, tiền thuốc tới khám đó, làm sao có đủ đâu. Nhờ tới anh Phú đổ đó, cũng như tạo cho cái kênh để bán hàng. Biết ý đó rồi, nhưng mà giờ cái tập trung vào cái chuyện mà chữa chạy dạ, đừng giờ đừng ngay suy đó. Nghĩ tới cái chuyện kinh doanh. Phú hy vọng bây giờ là cái chuyện khó khăn và chuyện kinh tế các bạn ha, hỗ trợ cho chị về mặt kinh tế, thì còn cái chuyện mà khám chữa thì cứ chọn lọc từ từ ha. Dạ, đúng rồi, em không có vội, không có vội. Em có một cuốn sổ, những cô dì chú bác gọi chị á, rồi em ghi ra một bên, thầy này ở đâu, thầy này, số điện thoại đâu, này. Đâu có đó không chơi, con sổ đó ghi trong vòng 2 ngày nấy hả? Dạ. Quyển sổ này là ghi các phương thuốc của mấy thằng y gọi cho cho chị. Quá trời luôn. Quá nhiều, tại vì giờ không biết được cái số nào. Có nhiều người cũng nói là xuống tận Bến Tre, Tiền Giang cái gì đó, thuê nhà ở dưới đó là người ta chữa, giống như người ta chữa cơ điện, chứ chữa thuốc tây là giống như chữa miễn phí vậy đó. Thôi bây giờ này mình đừng có quan tâm là miễn phí hay là có phí. Mình quan tâm tới cái chỗ là cái ông đó là ông có phải là thầy thuốc lương y gì không, có bằng cấp gì không, một phần chứ đừng chứ còn bây giờ mấy ông có nhiều ông lăm băm lắm mà đi theo đó là tiền mất tật mang nha. Thì em cũng muốn như vậy đó, bởi vậy nên em này cũng nghe máy, ai gọi em cũng nghe chứ không phải là em không nghe. Nhiều người cứ bảo chứ nhắn tin là bảo tại sao chị không cần người chữa bệnh mà sao không nghe máy, và giận dỗi em vậy. Như vậy nên Phú này Phú có tới để cho chị giải bày này, chắc bây giờ khán giả cũng thông cảm rồi ha. Thôi ok chị. Các bạn thân mến, mình xin tạm ngưng video ở đây các bạn đừng quên đăng ký kênh, ấn chuông thông báo để đón xem những video tiếp theo trên kênh Độc Lạ Bình Dương. Xin cảm ơn các bạn.